Thưa quý vị, trước thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện phong tỏa và khám xét nhà hai trùm giang hồ cụm cán sứ Thanh là Tuấn Thần Đèn và Mánh Gỗ trong buổi trưa và chiều ngày 11 tháng 5. Nhiều người cũng không khỏi thắc mắc hai đối tượng này là ai mà lại có tầm ảnh hưởng đến dư luận đến vậy. Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn Thần Đèn, sinh năm 1974, trú ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Ban đầu được biết đến là người trộm cắp vặt, sau đó trở thành đại ca có tiếng trong giới giang hồ với hàng loạt hành vi ngang ngược côn đồ. Thời điểm Tuấn hơn 20 tuổi, sau lần đánh nhau sống chết với nhóm côn đồ khác, Tuấn bước vào con đường ra tù vào tội. Sau mỗi lần thi hành hán xong, thay vì hoàn lương, Tuấn lại thu nạp thêm nhiều đệ tử cúng cộm cán, áp dụng nhiều chiêu trò tinh vi hơn đối với các hoạt động kinh tế cũng như gây thanh thế trên địa bàn một trong những lý do khiến Tuấn có hàng loạt hành vi đánh chém, ngang ngược để tạo số má ở xứ Thanh có thể ảnh hưởng từ bóng người anh trai là chùm giang hồ nổi tiếng, có tên gọi sinh phiêu, mang án trung thân vì dùng súng bắn chết giang hồ cụm cán khác lúc bấy giờ. Vụ án xét xử hành vi côn đồ của Tuấn gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Tại phiên xử này, Tuấn Thần Đen bị tòa nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại vụ án này, Tuấn chỉ đạo đàn em tìm, đánh, nổ nhiều phát súng thị uy nhóm người của Lê Quang Cường, Cường Gấu. Sau đó, Tuấn Thần Đèn cùng đàn em bỏ trốn trước khi bị bắt. Trước đó, năm 2014, Tuấn cũng bị tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam vì đánh ông Bùi Hữu Thược, giám đốc công ty Sao Khuê trụ sở tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Sau khi ông Thược vay số tiền 2 tỷ đồng, nhưng bị tính lãi lên tới 8 tỷ đồng, mất khả năng chi trả. Chùm giang hồ Tuấn Thần Đèn cũng được biết đến với việc can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương, trực tiếp tham gia hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, tín dụng đen. Sau khi ra tù, thời gian mạng xã hội bùng nổ, Tuấn Thần Đèn từng lên mạng xã hội đăng đàn, phát ngôn, gửi những thông điệp cảnh cáo tới một số giang hồ mạng xã hội đầu năm nay, Tuấn Thần Đèn được công an thanh hóa mời chia sẻ về những sai lầm của mình, sự ăn năn hối cải của mình tại hội nghị tuyên truyền giáo dục cảm hóa phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho thanh thiếu niên. Nếu như Tuấn Thần Đèn được cho là ngang ngược hung hăng trong giới giang hồ, thì mạnh gỗ được biết đến là người khéo ăn nói, xử lý mềm dẻo các mâu thuẫn trong giới, vướng mắc trong việc làm ăn phân chia quyền lợi đây là nhân vật khá kín trong số các chùm giang hồ có tiếng ở xứ thanh được biết tên gọi mạnh gỗ là do trước đây mạnh thường buôn bán gỗ từ lào vùng biên giới của tỉnh thanh hóa thông tin vụ việc hiện chưa được công an tỉnh thanh hóa công bố chính thức tuy nhiên có nguồn tin cho rằng việc hàng chục công an xuất hiện tại nhà riêng của hai chùm giang hồ trên có liên quan đến hoạt động đấu giá các mỏ khoáng sản đất cát trên địa bàn tỉnh thanh hóa trong thời gian gần đây